Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay là Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về cách mà chúng ta đọc một cái bộ hồ sơ bản vẽ kết cấu của công trình của nhà em Võ Huy Toàn ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là cái một trong những công trình mà bên mình đang tư vấn thiết kế cho em, đó là cái móng cọc nha quý vị và các bạn nhé. Thì đây là một cái công trình nhà vườn mái Nhật mà bên mình đã thiết kế cho em, và mình đã làm cho em cái video này trước rồi, là cái video hướng dẫn đọc bản vẽ về phần kiến trúc. Còn hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng như là cho thợ em về cách mà chúng ta đọc và triển khai được về cái bản vẽ về phần kết cấu để cho em có thể là nắm bắt được và thi công quản lý cái công trình của nhà mình nó tốt hơn. Đó, thì trước khi mà đi vào cái video mà hướng dẫn đọc cái phần bản vẽ về kết cấu thì là Cường xin gửi những lời cảm ơn tới em Võ Huy Toàn, chúc em và toàn thể gia đình nhà mình trong năm 2022 là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và chúc em đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và năm 2022 tới đây thì là em sẽ có được cái công trình nó tốt nhất và nó chất lượng nhất, và khi mà em vào nhà mới thì là làm ăn phát đạt. Đấy là những cái điều mà mong muốn tốt đẹp nhất của Cường cũng như là anh em kiến trúc HCG dành cho anh Võ Huy Toàn. Đó, thế còn là cái video trước ấy, thì là Cường đã hướng dẫn cho anh Võ Huy Toàn về cách mà chúng ta đọc hiểu cái bản vẽ về phần kiến trúc rồi. Thế hôm nay thì Cường xin đi sâu vào cái phần bản vẽ về phần kết cấu. Thì trong cái bản vẽ phần kết cấu thì nó có những cái nội dung chính sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái bộ hồ sơ bản vẽ kết cấu thì nó bao gồm những hạng mục gì. Cái ý thứ hai mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái móng đơn, cái móng cốc và các kích thước mà móng móng cọc này, và cách thức mà chúng ta thi công cái móng cọc. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cách mà chúng ta đọc cái bản vẽ móng này như thế nào. Đó, đọc cái bản vẽ móng này và những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thi công cái móng. Đó, thì cái lưu ý trong quá trình mà thi công cái móng là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần phải có những cái lưu ý gì để chúng ta làm cho công trình mình nó tốt thì Cường xin phép mà chia sẻ trong cái phần thứ hai. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhau và tìm hiểu về cách mà chúng ta đọc cái bản vẽ móng này. Phần thứ tư thì chúng ta sẽ cùng nhau về tìm hiểu về bản vẽ cột. Và thứ sáu chúng ta sẽ đọc bản vẽ về sàn mái. Và những cái bảy là lưu ý về cái những cái vấn đề liên quan đến phần kết cấu của công trình cũng như là thi công công trình để cho anh Võ Huy Toàn là có cái công trình nó tốt nhất, nó chất lượng nhất nha quý vị các bạn nha. Thì đấy là những cái nội dung chính trong ngày hôm nay. Thì mỗi một qua những cái phần nội dung nào thì là Cường sẽ để cái phần thẻ ở đoạn đấy để cho quý vị các bạn chỉ việc là vào là xem được thôi. Và các bạn là có thể là bỏ qua những phần mà các bạn thấy nó chưa phù hợp thì chúng ta sẽ xem những phần nó phù hợp hơn cho cái công trình của mình nha quý vị các bạn nhé. Thế còn bây giờ thì là Cường xin phép là đi vào cái nội dung đầu tiên, đó chính là hồ sơ bản vẽ kết cấu thì bao gồm những hạng mục gì ạ. Hồ sơ bản vẽ kết cấu nó thể hiện một các cái bước, các cái quy trình, một cái quá trình mà chúng ta thi công một cái công trình lên, thì chúng ta cần phải có cái phần bản vẽ đó để chúng ta là hiểu và nắm bắt được cái công trình. Thì trên cái bản danh mục bản vẽ này nó sẽ thể hiện rất rõ được đấy. Thường thường thì chúng ta sẽ có khoảng 24 đến 25 bản vẽ đối với lại những cái công trình nhà vườn nha quý vị và các bạn nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ các cái phần này, các cái hạng mục này thì nó đều là sẽ thể hiện các phần móng riêng đó, và những cái phần cột riêng, phần mái riêng đó, và những cái phần ghi chú riêng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái phần bản vẽ liên quan đến những phần ghi chú, những cái phần mà bố trí sắt thép lanh tô cửa giả hay là gia cố ở gia đai gia cường ở dầm đó, hay là chúng ta sẽ có là bố trí những cái lanh tô đây đấy, là hay là những cái phần mà liên quan đến xét dầm nối sàn thì chúng ta đã có ở đây rồi. Thì tất cả những cái này là liên quan đến cái phần ghi chú chung để cho các bác thợ là xem có thể hiểu được đó, hay là những cái đai vùng gia cường sắt đai ở trên phần mái vân vân, hay những cái đai gia cường hay là lớp thép trên, lớp thép dưới. Thì tẹo nữa Cường xin phép là chia sẻ nó sâu hơn ở trong các cái phần mà hướng dẫn đọc và triển khai bộ hồ sơ bản vẽ của nhà em Võ Huy Toàn nha quý vị và các bạn nhé. Đó là cái phần bản vẽ kết cấu ấy, nó sẽ thể hiện những điều đấy. Và trên cái bản vẽ kết cấu ấy, là nó sẽ thể hiện từng bước mà chúng ta thi công cái công trình một đó, nghĩa là khi mà chúng ta làm cái lấy định vị cột và tâm nhà xong thì chúng ta sẽ thi công như thế nào, hay là các phần bản vẽ chi tiết của cái công trình như nào, thì đấy là các cái bước mà chúng ta thi công một cái công trình của nhà em Võ Huy Toàn đó, hay là những cái phần liên quan đến phần bể nước này, hay là bể phốt này. Thì tất cả những cái này
Đó, nó sẽ có ở trong các cái phần mà kết cấu và thống kê cốt thép rõ ràng ra cho em. Thì đây người ta gọi là cái phần bản vẽ về phần kết cấu của công trình. Đấy, thì trong bản vẽ kết cấu nó sẽ thể hiện rất là rõ các cái bước thi công và cái cấu kiện sắt thép của công trình nhé quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về các cái bước mà chúng ta thi công cái móng cọc của nhà em Võ Huy Toàn để cho quý vị và các bạn là dễ hình dung và dễ hiểu. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái phần bản vẽ của cái móng cọc này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về từng phần một nhé quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị các bạn về các cái bước mà chúng ta thi công cái móng cọc ạ. Ở cái móng cọc thì đầu tiên ấy, thì đương nhiên là chúng ta cần phải đóng cọc rồi nhé quý vị các bạn nhé. Thì trên một cái đài móng này thì thường thường ấy, chúng ta sẽ có các cái bố trí các cái phần hố để chúng ta đóng. Có thể chúng ta đóng bốn cọc hay là hai cọc hoặc là ba cọc thì tùy vào cái điều kiện của gia chủ với lại cái cấu kiện của công trình. Ví dụ như nhà vườn thì chúng ta chỉ cần đóng hai cọc thôi, hoặc là ví dụ như nhà em Toàn đây thì là chúng ta đang đóng là ba cọc đó. Thì khi mà chúng ta có một cái bản mặt bằng này, người ta gọi là cái phần mặt bằng để đóng, chúng ta đóng cọc, thì các cái khoảng cách cái cọc này từ tim cọc cho đến khoảng cách cái tim cọc cách nhau là khoảng tầm 600 đến 500 nhé các bạn nhé. Thì đấy là phần cọc này, và trên cái này chúng ta sẽ có những cái phần ghi chú là ép đủ tải bao nhiêu, 50 tấn. Trước sau khi mà chúng ta ép đủ tải rồi thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định về cái chiều dài của cọc. Thì khi nào mà ép cọc thì là các bạn nên liên hệ với Cường, thì Cường bên mình sẽ đưa ra cái quyết định về cái chiều dài của cái cọc cho cái công trình của các bạn, hoặc là các cái bạn mà làm máy ép thì các bạn sẽ tư vấn nó rõ nhé quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái đầu tiên thì chúng ta phải đóng cọc đã đó. Và trong quá trình mà chúng ta đóng cọc này, đóng cọc và cái móng cọc này, thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái phần bản vẽ về phần chi tiết về phần móng. Đây, Cường sẽ dở cái chi tiết phần móng ra để cho các bạn dễ hình dung. Đó, thì khi đây là cái phần mà chi tiết mà chúng ta đóng cái cọc này. Khi mà chúng ta đóng thì chúng ta cần phải đập cái đầu cọc và cái khoảng cách sắt mà nhô ra khỏi cái đầu cọc ấy. Đó, khoảng cách sắt này. Đây, Cường sẽ vẽ đây cho các bạn dễ hình dung ạ. Đây, đây là cái ví dụ như đây là cái cọc nhé các bạn nhé. Đó, thì cái khoảng cách mà để nhô cái đầu cọc này ra, thường thường chúng ta sẽ để là 400. Đó, 400 sau cái đầu cọc đập của chúng ta ra là 400. Và chúng ta phải để cái từ phần này bên dưới này, chúng ta sẽ có một cái lớp, đây người ta gọi là lớp bê tông lót. Lớp bê tông lót là 100. Đấy, thì các bạn có thể là nhìn và quan sát rất kỹ ở trên cái phần bản vẽ của bên mình vẽ cho nhà em Toàn. Đây, nó chính là cái phần này nhé các bạn nhé. Đó, nó chính là cái lớp bê tông lót này. Thì lớp bê tông lót này nó có công dụng gì? Nó có cái công dụng là đầu tiên là để bảo vệ cái lớp thép của cái công trình của nhà em Võ Huy Toàn. Đó. Thứ hai là để tránh hiện tượng là thoát nước của trong cái móng của chúng ta ra khỏi cái nền đất, ra thoát cái lớp nước ở trong cái bê tông ra, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái công trình. Hai nữa là bảo vệ cái lớp sắt để tránh hiện tượng là nếu mà chúng ta đổ sắt vào, đổ bê tông vào nó nặng, nó tuột ra, cái sắt chúng ta sẽ chui xuống bên dưới nền đất thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cấu kiện bê tông của chúng ta nhé quý vị các bạn nhé. Cái cấu kiện sắt của chúng ta làm cho nó phá hủy, ăn mòn cấu kiện vân vân, thì chúng ta cần phải có một cái lớp bê tông lót, hoặc là chúng ta sẽ xây gạch và giải một lớp vữa xi măng mắc 75 xuống bên dưới đấy, để chúng ta thi công, và sau đó chúng ta xây những cái bức tường be xung quanh cái đài móng này, xây những bức tường be đó. Thì khoảng cách cao của cái bức tường này thường là 600, các bạn hãy xây xung quanh các cái đài móng này là 600. Đó, đây là cái bước thi công. Sau đó chúng ta đổ bê tông vào cái dầm này. Đấy, thì khi mà cái phần sắt của cái cọc này, bao giờ chúng ta cũng phải đập đầu cọc ạ. Đúng không? Đập đầu cọc, sau đó thì chúng ta mới đổ cái lớp lót này, thì đầu cọc này nó sẽ rộng cao hơn là bằng cao hơn là bằng 40 phân à 4 4 40 cm nhé quý vị các bạn nhé. Đó. Đấy là cái phần 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 đập đầu cọc. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là các cái phần lớp sắt để chúng ta giải. Đây ạ. Cái móng này ấy, thì là đối với lại nhà cấp 4 hay là nhà vườn thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với lại các cái ngôi nhà tầng. Thì chúng ta chỉ cần là giải một lớp sắt là phi 14 A150. Đó, mà một lớp này là phi 14 A150. Đó, các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến là lớp nào trên lớp nào dưới, bởi vì là cái hố móng này là đều là một loại lớp sắt và nó là hình hình chữ nhật quý vị bạn nhé. Thế còn những ngôi nhà tầng thì cái cấu kiện nó sẽ phải kỹ hơn, tức là sắt nó sẽ phải lồng với nhau. Đó, sắt nó phải lồng với nhau như này này. Thế còn đây là nhà vườn thì chúng ta không cần phải là làm sắt lồng với nhau. Đó, sắt lồng như này này. Đó, đây các bạn sẽ thấy. Đó, bên trên này nó sẽ quặp xuống. Đây,
Đây, bên trên là cọc xuống và bên dưới này là cọc lên. Thì cái lớp sắt đối với nhà tầng thì cái lớp sắt trên này này thường thường là sẽ là phi 12. Và lớp sắt bên dưới này này sẽ là phi 14. Nhé các bạn nhé, tạo thành một cái khối hộp hình vuông. Tạo thành một khối hộp hình vuông. Đó, sau đó chúng ta lồng dầm vào. Đó, chúng ta lồng dầm vào chúng ta làm. Đó, trong bên dưới này có cột đấy lên thì đấy là phần về về liên quan đến cái phần sắt lồng, sắt lồng. Đó, thế còn là đối với lại nhà vườn thì chúng ta không cần phải là làm như nhà tầng như này, mà chúng ta chỉ cần là giải một lớp sắt. Đó, giải một lớp sắt đây ạ, giống như hệt như là mà chúng ta làm móng đơn hay là móng chân vịt các bạn nhé. Đó, giải một lớp sắt này là phi 14. Phi 14. Và một lớp ngang trên này cũng là phi 14. Đó, đây. Phi 14 là chúng ta đã đảm bảo được cái cấu kiện của công trình của chúng ta rồi nhé các bạn nhé. Thì đấy là về phần các cái bước mà chúng ta thi công, chúng ta đổ bê tông vào. Đó, sau đó chúng ta đổ bê tông vào thì các bạn nhớ là phải bảo dưỡng bê tông làm sao cho nó tốt. Sau đó thì chúng ta sẽ có các đầu tiên sau khi mà chúng ta làm xong này thì nó sẽ tương đương với lại cái bản vẽ này này. Nó sẽ tương đương với lại cái bản vẽ này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy được rằng là trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái mặt bằng kết cấu móng KC08 ạ. KC08 là bản mặt bằng cái cầu móng. Thì trên cái phần mặt bằng cái cầu móng này thì các cái hố này này, kích thước này là bằng 1m đây. Đây trên cái bản vẽ này là bằng 1m nhân 1m. Đó, 1m nhân 1m này. Các cái hố này là bằng 1m này, 1m. Đó, nhân với lại 1m. Đây ạ. 1 nhân 1 nhé các bạn nhé. Và cao là 600. Cao là 600. Thường thường là sẽ là 600. Đó, và chúng ta sẽ có những cái rằng, những cái rằng này này. Đây, đây, đây là GM1 250 x 500, tức là cái rằng chạy xung quanh cái phần sắt này này. Đó, thì chúng ta sẽ có cái, đây người ta còn thường ký hiệu, đây là GM1. Đó, thì cái dầm này nó chính là cái phần bản vẽ này nhé quý vị và các bạn nhé. GM1, GM2, GM3, GM4, GM5, GM6. Cái kích thước cái sắt thì thường thường ý, chúng ta sẽ có là cái bề mặt của cái sắt là 250 thì chiều cao của nó là 500 chia đôi ra. Nếu mà chúng ta làm dầm là 600 thì là cái bề mặt này nó là bằng 300. Và ba cái trên là ba cái phi 18, ba dưới là ba cái phi 18 và sắt đai bên mình đang làm là phi 8A150. Đó là về cái phần rằng, và đây này chúng ta sẽ có những cái ký hiệu của cái phần ký hiệu của cái dầm của chúng ta, cái rằng của chúng ta. Ví dụ như là các bạn ấy, GM1 này là 11.850. Số lượng là 4. Thì các bạn xem ở trên cái GM1 này, xem ở trên cái bản vẽ KT08 này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây là 1 này, 2, 3 này, 4. Có 4 cái GM1. Và khoảng cách các cái GM1 này nó đang là cả cái đai này, cả cái đế này nó đang là 12. Nhưng mà nguyên cái phần dưới này này, nguyên cái phần từ đầu này đến dầm bên này, sang chạy đến dầm bên này, nó đang là bằng 11.850. 11.850 ạ. Đó ạ. Thì chúng ta có được các cái phần dầm này và chúng ta biết được kích thước này thì chúng ta sẽ suy ra được cái phần liên quan đến cái phần sắt của chúng ta nhé các bạn nhé. Đó thì Cường sẽ kết hợp luôn với các bước thi công móng cộng với lại cái đọc bản vẽ này. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ có cái lớp sắt này. Đây Cường xin phép là dở luôn cho các bạn để chúng ta sẽ giới thiệu công trình nó sẽ nhanh. Đây ạ, GM1 ạ, là số lượng là 4. Đó, số lượng là 4 này. Và chúng ta sẽ có ở đây là ba cái trên là, đây Cường sẽ để như thế này để cho các bạn là dễ hình dung nhé các bạn nhé. Cường sẽ đặt như thế này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nó dễ. Ví dụ như GM4 một số lượng là bằng 4. Đó, số lượng là 4. Ba cái trên này là cái sắt đai này, ba cái đai này, một cây đai, hai cây đai này, ba cây đai. Thì cái đoạn này này nó là bằng 450. Và cái đoạn này chúng ta bẻ mỏ mà, bẻ mỏ chữ U, cái đoạn này đang là bằng 1.800. 11.800. Tại sao chúng ta để 11.800 mà cái kích thước của cái dầm của chúng ta là bằng 11.850? Bởi vì là chúng ta cần phải là còn cái cấu kiện. Đây là cả một cái dầm của chúng ta còn có cả cái cấu kiện nằm ở bên trong để chúng ta bảo vệ cái lớp thép của chúng ta nữa. Đó, đó, bê tông bên ngoài bọc để bảo vệ cái lớp thép của chúng ta nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có ở đây là bằng 3 cây này. Đường kính là 18 và chúng ta sẽ có ở đây là bằng 3 cây. Đây. Số cấu kiện đây là bằng 3 cây. Đó, và chúng ta sẽ có thêm ở đây là tổng bộ. Chúng ta có 4 bộ là 4 x 3 là bằng 12 bộ. Đó, đây là 12 bộ này. Và chúng ta sẽ có thêm đó là từ 12 bộ này chúng ta sẽ nhân ra với lại cái chiều dài này, với chiều dài của cái cây sắt này chúng ta có là 158 cây.
158 m, và chúng ta sẽ có khối lượng tổng lượng kg là 317 kg nhé quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái phần sắt của chúng ta. Đai cũng vậy, chúng ta sẽ đọc như vậy là ra được cái phần cốt thép đai, để chúng ta là cứ có cái đai của công trình này. Đai của công trình ở đây là phần này này. Đó, xuống dưới này như thế này. Đó, đây cái bẻ mỏ là 60, và chúng ta sẽ có đoạn này là bằng 450 này, và cái phần đoạn này thường thường là 200 này nhé các bạn nhé. Đấy, thì trên này bản vẽ này nó sẽ thể hiện rất rõ 450, 260, phi 8. Cái sắt đai này mình đang dùng là phi 8. Và các bạn sẽ có ở đây, đó chính là có bao nhiêu đai ấy? Tổng bộ chúng ta có 320 đai. Tức là một cấu kiện chúng ta có 80 đai. Một cái cấu kiện mà ở một cái dầm ấy, 11m đa 850 là chúng ta có 80 cái đai. Nhưng mà tổng số lượng cấu kiện chúng ta có 4 dầm thì chúng ta có là 320 cái đai. 320 cái đai liền. Thì các bác thợ chỉ cần là có cái máy uốn đai đấy, các bác chỉ đọc con số ra là mang về là chúng ta có thể là làm nó đã đúng rồi, và chúng ta không cần phải cắt sắt đấy. Nhưng mà đối với sắt đai ấy, thì tùy vào từng cái phần của chúng ta mà chúng ta sẽ đưa ra các cái cách buộc khác nhau. Ví dụ như ở gần cái phần phần đấy của móng này thì chúng ta phải buộc là khoảng cách nó là 100. Đó, rất là mau đấy ạ. Còn khoảng cách ở bên giữa dầm này thì chúng ta có thể nâng nó lên khoảng 200 đến 170 nhé quý vị các bạn nhé. Đó, những phần đai gia cường chúng ta cần phải là đặt mau. Đấy là cái phần sắt của cái phần móng của nhà em Võ Huy Toàn. Còn phần bên dưới này này thì chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là những cái kích thước của phần sắt thép này, hay là đường kính của sắt thép và số lượng khối lượng kg, thì là bên mình đã tổng hợp lại cho em Toàn rồi. Phần móng em cứ phải là chúng ta sẽ nhập con số này để chúng ta nhân với đơn giá là 18, nên là ra giá sắt, mà giá sắt cuối năm này đang có hiện tượng giảm nhé quý vị các bạn nhé. Đấy là phần vấn đề là về phần kết cấu của phần sắt thép móng. Thế còn trên cái phần tiếp theo ấy, thì các bước thi công thì chúng ta còn có thêm ở đây, đó chính là những cái phần liên quan đến cái phần đây, các bước thi công chúng ta cần phải đọc. Cường đang chia sẻ nó hôm nay, Cường làm khá là nhiều video để trải cho các chủ đầu tư, thế nên là giọng của Cường nó sẽ hơi bị khản tiếng, các bạn thông cảm cho Cường nhé các bạn nhé. Đó, thế từ đây đến đây này là chúng ta sẽ có thêm là các cái GM này là các bạn biết rồi này, đó, và sắt thép các bạn biết rồi. Chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là cái kết cấu tường móng. Kết cấu tường móng là gì? Từ cái tường của chúng ta, từ cái răng móng này của chúng ta này, đây là từ cái răng móng của chúng ta này, chúng ta cần phải xây các cái tường móng để cho cái công trình của chúng ta là lên đến cái mặt bằng răng. Đó, thì cái tường này như thế nào thì là trên bản vẽ nó trên cái bản mặt bằng ấy nó sẽ như vậy nhé quý vị các bạn nhé. Đây, bản mặt bằng của nhà em Tuất là đây, các bạn hãy cùng Cường xem. Đây, Cường sẽ dở cái phần 3D ra để cho các bạn là dễ hình dung. Đây, đó, đây là cái phần mặt bằng của nhà em Tuất. Thì chúng ta sẽ có ở đây là có một cái nhà vệ sinh này. Đó, đây chúng ta có một cái nhà vệ sinh này. Đó, cột nó nằm ở đây, chúng ta có một cái tường này nó nhô ra này. Phần bên này chúng ta cũng sẽ có những cái tường vệ sinh. Đó, thì trên cái phần bản vẽ này, đó, trên cái phần bản vẽ về cái kết cấu răng móng này, chúng ta sẽ có một cái tường của vệ sinh được xây ở đây. Và đây chúng ta cũng có một cái tường của một cái phòng được nhô ra. Và đây là các cái tường của phần dưới, bên dưới của cái phòng vệ sinh nhé quý vị các bạn nhé. Thì khoảng cách tường xây này chúng ta thường thường là xây 500. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được các cái phần liên quan đến phần bể phốt và các cái chi tiết lắp đặt. Thì để có một cái bể phốt tốt và chi tiết lắp đặt ấy, thì các bạn cần phải xem kết hợp các bản vẽ nước nữa nhé quý vị các bạn nhé. Thì ở đằng sau ấy, nó cũng có cái phần bản vẽ về phần nước, thì các bạn hãy dở cái phần bản chi tiết lắp đặt của nước ra là các bạn sẽ đọc được. Đây, Cường xin phép là sẽ dở cái chi tiết lắp đặt ra cho các bạn xem để chúng ta nắm bắt được cái công trình của mình nó tốt hơn. Đây ạ. Đối với lại cái phần bể phốt thì chúng ta sẽ có là các cái lắp đặt này. Đây là cái mức nước này, là từ đây là cái từ mặt đáy xuống là bằng 300. Thì cái đường vào chúng ta phải lắp cao hơn và lắp chữ T như này. Kích thước đây, khối lượng, kích thước nó số lượng thì chúng ta làm trên này. Và cái đường nước ra, tức là cái bể từ cái bể lắng ra ấy, thì chúng ta sẽ nằm ở cái dưới giữa cái cốt 300 từ mặt nước nhé quý vị các bạn nhé, và đánh dốc là 2% thì chúng ta mới thoát được cái công trình nó tốt hơn. Thì các bạn nên xem các phần bản vẽ liên quan cả phần nước nữa để chúng ta lắp đặt cái bể phốt làm sao cho nó tốt. Đấy là về cái phần bể phốt của công trình. Sau khi mà chúng ta hoàn thiện xong phần móng thì chúng ta sẽ lên đến cái phần cột này. Thì đây là cái phần cột của cái công trình của nhà em Võ Huy Toàn. Thì đối với cột thì cũng sẽ có những ký hiệu là C3
cột C2 này, đó là cái những cái cột sảnh. Đó. Thì khi mà chúng ta làm cột ấy, và chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là các bạn nên kiểm tra lại toàn bộ cái kích thước của cái phần giằng móng cũng như là phần móng để đảm bảo được là cái móng của mình ấy, nó lên nó đúng với lại cái kích thước và nó vuông nhá quý vị và các bạn nhé. Còn nếu không thì chúng ta phải là cân đối lại làm sao cho nó phù hợp chứ tránh hiện tượng là chúng ta làm nhà xong lên đến cái phần cột nó bị méo. Đó. Và tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái phần bố trí cái sắt dầm của cái công trình của nhà em Võ Huy Toàn. Thì dầm mà bên mình đang chạy xung quanh đây đó là dầm 400. Đó. Thì các cái kích thước này cũng giống như là cái phần bản vẽ về phần sắt móng. Thì ví dụ như là đề dầm D1 thì các bạn chỉ cần đọc là D1 này, 1 2 3 4. Chúng ta sẽ có 4 cái dầm D1 nhá quý vị các bạn nhá. Thì có những cái dầm mà nằm ở giữa những cái trục này này thì các bạn nên lộn lên trên, ví dụ nhà em Toàn ấy, là cái đoạn này là nó là phòng khách thì chúng ta nên lộn hai cái dầm này lên để làm cho cái công trình của mình nó cái sàn của mình nó phẳng hơn và nó sẽ đảm bảo được cái thẩm mỹ. Hay là các cái dầm ở bên ngoài này thì chúng ta nên lộn lên, thì đây nó có cái bản vẽ rất rõ để cho các bạn rất dễ hình dung rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là mặt bằng mà bố trí cái lớp thép sắt mái, đó là cái phần sắt mái. Thì đối với lại cái sắt mái của nhà em Võ Huy Toàn ấy, thì chúng ta sẽ bố trí như này. Thì Cường xin phép là sẽ vẽ luôn vào đây để cho các bạn là dễ hình dung. Ở trên cái mặt bằng mái này đó, thường thường ấy, chúng ta sẽ có cách bố trí sắt là hai lớp đó, phi 10 hai lớp A200 đó. Thế thì khi mà chúng ta bố trí phi 10 hai lớp ấy, thì chúng ta sẽ có các cái lớp sắt khác nhau. Ví dụ như là các cái lớp sắt ở cái phần bên dưới đầu tiên ấy, thì Cường sẽ ví dụ đây là cái lớp sắt số 1 nhé quý vị các bạn nhé. Đây là lớp sắt số 1. Và cái lớp này, đây gọi là lớp sắt số 2. Đây là lớp sắt số 2 và đây là lớp sắt số 3 nha quý vị và các bạn nhé. Đây là cái lớp thép số 3 này, còn đây là cái lớp thép số 4 nha quý vị và các bạn nhé. Đó. Thế thì chúng ta sẽ đặt bố trí cái lớp thép của nhà mình như thế nào đối với nhà em Võ Huy Toàn. Thì cái chiều này là một cái chiều dài này. Đó, cái khoảng cách này là khoảng cách ngắn này. Thì cái lớp thép số 1 là cái lớp thép cái bút này của Cường nha quý vị các bạn nhé. Lớp số 1 là lớp cái bút này của Cường này. Đó, đây. Chúng ta sẽ bố trí trước. Sau đấy lớp số 2 là cái lớp dọc theo nhà này này. Đó, thì chúng ta bố trí là thứ hai. Và lớp xếp số 3 ấy, là chúng ta lộn ngược cái này lại. Thì cái lớp thứ 4 này là lớp số lớp tiếp theo này, lớp số 2 này nó sẽ nằm ở bên dưới. Và cái lớp số 3 này nó sẽ nằm ở bên trên. Tức là nó sẽ lộn ngược lại nha quý vị các bạn nhé. Thì đấy là đối với lại bố trí lớp thép mái của nhà em Võ Huy Toàn. Đó, thì còn song song với so le thì là chúng ta sẽ đều được, chúng ta bố trí song song cũng được mà so le cũng được. Đấy là phần sắt thép. Thế còn là trên cái phần bản vẽ thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là những cái phần mà phát sắt cột như thế nào thì các bạn có thể xem thêm ở trên, anh Toàn có thể xem thêm ở trên cái bản vẽ này. Sẽ được ghi chú rất rõ về cái sắt cột cũng như là cái kích thước của cái công trình đó. Ở phía đằng sau này chúng ta sẽ có ở đây là những cái phần mà thống kê cái cốt thép đó. Chúng ta sẽ có là thống kê cái cốt thép từng tầng một, từng phần một. Ví dụ như là cốt thép tầng 1 này, chúng ta sẽ có thống kê cốt thép tầng 1. Thì các bạn biết rồi, vì em Toàn cũng là người mà trong dân kỹ thuật nên là anh chỉ cần xem qua cái là biết được ngay đó. Và thứ hai, chúng ta sẽ có lớp thép về phần dầm đó. Thì những cái dầm D1 này cái cấu kiện nó như thế nào thì chúng ta sẽ có luôn như lúc nãy Cường đã chia sẻ ở cái phần móng. Và chúng ta có tổng chiều dài của phần dầm này ra này. Hay là phần mái thì chúng ta cũng sẽ có các cái cấu kiện liên quan đến cái phần sắt mái đó. Ví dụ như nhà em Toàn thì sẽ có là ba cái mái chính. Chúng đầu tiên ý, là chúng ta sẽ có cái mái ở cái phần sảnh này. Hai là cái mái này là cái mái chính và đây là cái mái phụ. Thì trên bản vẽ này nó sẽ có là mái chính, mái 1 đó, mái sảnh hay là mái với cấp C. Tất cả này nó sẽ có cái tổng khối lượng của cái phần sắt phi 10 đây. Đó thì là em sẽ chỉ việc mua theo đúng cái khối lượng. Thì đối với bên mình ý, thì là mình sẽ tách ra thành nhiều bảng khác nhau. Ví dụ như là bảng dầm là một loại, bảng cột là một loại, bảng cột một loại, bảng dầm một loại, bảng mái một loại. Để làm gì ạ? Để gia chủ là khi mà đang làm ấy, thì thường thường là chúng ta sẽ tự gọi sắt về mà chúng ta không có chỗ thì nó rất là bất cập. Thế nên là mình sẽ tách ra từng bảng như này. Bảng một ra này thì các bác làm cột thì các bác cứ gọi đúng cột như này và đúng cái số lượng sắt cột như vậy và đúng cái số lượng đai như vậy mang vào cho tôi cân lên thì tính tiền đấy, thì là chúng ta sẽ thi công nó sẽ đảm bảo hơn, tránh hiện tượng là mưa gió bão bùng trong vòng khoảng tầm 1 tháng đến nửa tháng là nó sẽ bị rỉ sắt nhé quý vị các bạn nhé. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có
sắt dầm thì chúng ta làm dầm thì chúng ta gọi vào mang vào, hay mái chúng ta mang vào thì chúng ta làm. Đấy là về phần sắt dầm. Hay trên bản vẽ này chúng ta sẽ có những phần liên quan đến phần bản vẽ mà bố trí cái đanh tô. Thì trên bản vẽ bố trí đanh tô thì chúng ta sẽ có ở đây đó những cái cấu kiện của đanh tô, bố trí sắt thép cấu kiện của đanh tô để cho anh Toàn có thể là xem được và dưới cái kích thước và cái thống kê sắt thép của đanh tô đó như quý vị các bạn nhé. Thế còn đối với phần mái thì là nó đơn giản, cũng không có gì là phức tạp cả đối với lại công trình của nhà anh Võ Toàn. Thì vừa rồi là Cường đã chia sẻ rất kỹ cho anh Toàn về cái cách thức mà chúng ta thi công hay là đọc cái phần vẽ kết cấu móng của nhà anh rồi. Các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy quan sân vườn thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988 799 22, thì Cường sẽ là trực tiếp tư vấn cho các bạn. Hay là các bạn nào mà muốn là có cái công trình đẹp tốt chất lượng thì các bạn cũng inbox cho Cường. Thế còn đối với công trình của nhà anh Toàn, trong quá trình mà làm bất cứ vấn đề gì liên quan đến kết cấu cấu kiện hay là thi công công trình thì anh Toàn có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0988 799 22, em sẽ người trực tiếp mà quản lý và chia sẻ cho anh tất cả những cái phần liên quan đến mái này, này. Khi trong quá trình mà chúng ta có bản vẽ thì chúng ta làm rất là dễ, nhưng mà đôi khi mà làm có bất cứ một vấn đề gì liên quan đến thắc mắc, ví dụ như là bố trí lanh tô như thế nào, hay cầu phong ra sao, hay là lợp sắt như nào và khoảng cách các lớp sắt ra sao, hay là những cái lưu ý gì trong quá trình mà chúng ta xây tường thu hồi, hoặc là chúng ta dùng vì kèo sắt tự hàn để chúng ta làm, thì Cường sẽ đều giải thích rất rõ cho anh Toàn trong cái quá trình mà làm nhé các bạn nhé. Đó, đây là cái công trình này mình làm cho anh Toàn ở cái huyện huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bây giờ thì Cường xin phép là kết thúc cái video tại đây. Cường chúc quý vị các bạn là luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Chúc anh Toàn là sang năm 2022 là toàn thể gia đình nhà anh là luôn luôn là mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc anh năm 2022 là có được cái công trình nó tốt, chất lượng và khi mà vào nhà mới thì làm ăn phát tài. Như quý vị các bạn nhé, Cường cũng rất là mong có dịp nào đó được về nhà anh Toàn để tham quan cái công trình của bên kiến trúc HCG thiết kế thi công đó, và xem đứa con tinh thần của bên mình làm như thế nào. Thì thường thường là tất cả công trình bên mình làm ấy thì thường thường là rất là đẹp, nên là các bạn rất là yên tâm nhé các bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép là kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.